thứ nhất là chúng ta phải giỏi về gì ạ? À? Về tư duy. Cái thứ hai là chúng ta phải giỏi về gì ạ? À? Về tiền. Cái thứ ba chúng ta phải giỏi về gì ạ? À? Không nghe, chúng ta phải giỏi về cái gì ạ? À? Đúng rồi, và chúng ta phải giỏi về một cái rất là quan trọng đó, đó là một cái chứng bàn thứ tư đó là hệ thống. Ok mà, chúng ta phải giỏi về chứng bàn thứ tư đó là hệ thống. Ok. Ok các bạn ơi. Là một người làm chủ doanh nghiệp, chúng ta phải sở hữu ít nhất là bốn cái chứng bàn này, dĩ nhiên còn nhiều thứ nữa. Nhưng mà cái cơ bản đầu tiên chúng ta phải bốn chứng bàn này là không thể thiếu. Không thể thiếu. Có một lần mình đi chia sẻ cho mình được cái tổ chức phi chính phủ họ mời đi chia sẻ cho Tây Ban Nha, cho Ba Lan và Đức. Thì trong cái cuộc chia sẻ đó thì một cái người luật sư Đức họ nói rằng là họ đã tư nghiệp cả họ 50 mấy tuổi rồi, suốt cuộc đời họ đi làm, nhưng mà họ lần đầu tiên họ mới hình dung ra được một cái hệ thống là người chủ doanh nghiệp phải sở hữu cái những cái yếu tố nào là xương sống xương sườn nhất. Ok các bạn ơi. Và một câu hỏi đặt ra là những cái chứng bàn này, chứng bàn nào quan trọng nhất? Đó là chứng bàn gì ạ? Chứng bàn đầu tiên, chứng bàn tư duy. Làm gì thì chúng ta cũng phải sở hữu cái tư duy đầu tiên. Ok không ạ? Trong cái lớp 3 tiếng đồng hồ bạn nào hay học thì mình nói là mình hay nói tư duy làm chủ, đó là tư duy nhóm gì các bạn ơi? Tư duy nhóm gì ạ? Nhóm búa. Ok, chúng ta phải có tư duy nhóm búa. Ok không ạ? Chúng ta phải dịch chuyển từ tư duy nhóm đinh sang tư duy nhóm búa. Vậy thì tư duy nhóm 4 này nó gồm có những cái gì thì chút xíu mình sẽ nói rất là sâu về cái yếu tố này. Cái thứ hai là làm kinh doanh là chúng ta phải giỏi về tiền. Chúng ta phải rất là giỏi về tiền. Chúng ta không giỏi về tiền chúng ta không thể làm kinh doanh được. Tại vì kết quả của việc kinh doanh đó là chúng ta phải tạo ra gì ạ? Ra tiền. Doanh nghiệp chúng ta phải có lợi nhuận. Nếu chúng ta không giỏi về tiền, trong cuộc sống chúng ta giỏi đá banh thì chúng ta đá banh giỏi, có như vậy mà, phải không các bạn ơi? Nếu chúng ta không giỏi về tiền thì cuộc sống chúng ta đang rắc rối về tiền, có mà. Nếu chúng ta giỏi về tiền thì cuộc sống chúng ta nó sẽ có tiền nhiều. Cái năng lực mà mình luôn nói với các bạn, cái năng lực tuyệt vời nhất mà mình luôn nói với các bạn rằng là cái năng lực tuyệt vời nhất đó là năng lực kiếm tiền. Ai cũng phải đi luyện cái năng lực kiếm tiền hết. Và ai đó mà chúng ta bị vướng cái năng lực kiếm tiền là chúng ta bị trouble liền. Một người chủ là chúng ta phải giỏi về tiền. Vì cái kỹ năng về tiền nó khác với kỹ năng kế toán không? Khác không ạ? Khác. Như thế nào là kỹ năng về tiền và như thế nào là kỹ năng kế toán? Các bạn có sẵn sàng để mình ví dụ không? Mình ví dụ với các bạn đó như vậy. Cái người mà họ giỏi về tiền á, một người làm kinh doanh phải giỏi về tiền. Ví dụ đây là một cái thị trường đi. Ví dụ như vậy, đây là một cái thị trường. Mình nhìn thấy thị trường này toàn là những người trẻ. Ok chưa? Mình thấy đây là có nhu cầu, đây là cơ hội rất lớn để mình kinh doanh những cái bàn ghế hiện đại. Ví dụ như cái này đi, cái bàn ghế nó như vậy đi. Ok, hồi kia mình có cái công ty sản xuất cái bàn ghế này nè, làm ra cái bàn ghế đó. Cái dạng bàn ghế nó như vậy đi. Ok chưa? Thì mình thấy cái đây là cái nhu cầu thị trường nó rất là lớn. Thì bắt đầu mình mới đi hỏi. Ok, một cái công ty nó làm ra cái này nè, là nó bao nhiêu, ví dụ nó như vậy đi. Thì nó có thể là nó bỏ cho mình một cái giá sỉ, cái miếng ván này nè, ví dụ là 200 ngàn. Mình có thể là đi hỏi cái chỗ bán cái chân này nè, nó làm ra chân nó nhiêu, có thể là 100 ngàn. Vậy nó ráp cái đó lại, nó khoảng 300 ngàn là cái giá vốn. Ok các bạn ơi, ok chưa? Sau đó bắt đầu mình mới đi ra ngoài thị trường, mình khảo sát. Ok, mình có thể bán cái ghế này ra ngoài thị trường với cái giá khoảng 600 đến 700 ngàn một cái ghế. Ok chưa? Vậy mình nhẩm lại thì mình thấy nó có tiền không? Có, cũng được. Ok, sau này đưa chi phí quản lý rồi vô nữa. Ok, thì chỉ có lẽ là mình thấy như vậy là có lại. Và thế là mình về và mình mới lên một cái hợp đồng. Ok mà, mình đặt cho cái nhà máy sản xuất, anh phải làm cho tôi 10.000 cái ghế này. Các bạn nhận ra điều này chưa? Thì lúc đó khi mà mình ra quyết định mình đặt 10.000 cái ghế này thì lúc đó kế toán nó mới nhúng tay vào. Các bạn có hiểu ý cô mình không ạ? Các bạn có hiểu ý chỗ này chưa? Kế toán mới nhúng tay vào, nó mới ghi nhận chúng ta làm hợp đồng 10.000 cái ghế đó. Qua 2 ngày sau, cái nhà sản xuất đó nó giao cho ta trước 2.000 cái ghế thì kế toán nó ghi nhận là đã nhập kho 2.000 cái ghế. Các bạn hiểu ý cô mình chưa?
hiểu được cái công việc kế toán với cái việc mà tính toán của một người chủ nó có khác nhau nhau không? À, nó nhập kho 2.000 cái ghế, thì ở bên kia kế toán nó ghi nhận là 2.000 cái ghế, các bạn hình dung chưa? À, rồi cái mình mới xuất bán cho cái quán cà phê kia 100 cái ghế với cái giá 800.000, các bạn hiểu ý của mình chưa? À, ngày nọ bên kia nó nhập thêm 3.000 cái ghế nữa là nó trừ lùi, ok mà, giả là nhập đã được 5.000 ghế, còn trừ 5.000 ghế rồi, ok mà. Ngày nọ mình xuất bán cho cái hệ thống quán ăn kia với cái ghế là một cái ghế là 500.000, ok mà. Thì kế toán nó ngồi nó cứ lẩm bẩm, nó kêu cái ông chủ này kỳ lạ, lúc thì bán 800.000 một cái ghế, lúc thì bán cái 500.000 một cái ghế, ok không? À, ngày nọ mình kêu mình xuất cho chỗ kia, tặng cho cái nhà hàng kia 50 cái ghế, nó kêu cái ông này ông kinh doanh gì kỳ lạ thôi, ok bạn ơi, ok. Tức là cái kế toán là họ không có hiểu cái cách vận hành giàu tiền trong kinh doanh, các bạn hiểu ý của mình không? À, họ chỉ gì á, họ chỉ ghi nhận lại những cái hoạt động nó xảy ra thôi, các bạn hiểu ý của mình chưa? Ok chưa bạn ơi? Cái đó là lý do một người kế toán họ không có thể đi kinh doanh được nếu họ không có kiến thức về kinh doanh. À, cái người chủ là họ hiểu tổng quan về thị trường, họ nhìn cái dòng tiền nó chạy, các bạn nhận ra điều này không ạ? Rồi họ mới lên một cái hạt kinh doanh, họ vận hành với cái giá bán như thế nào, giá nhập là toàn bộ là cái người chủ, cái điều đó có người họ ghi ra giấy, có người họ tính trong cái đầu, toàn bộ những việc đó gọi là chúng ta phải hiểu về gì? Hiểu về gì các bạn ơi? Hiểu về tiền. Chúng ta không hiểu về tiền, chúng ta không biết cái vận hành nó, chúng ta không thể ra kinh doanh được. Một cái câu hỏi đặt ra, các bạn đã giỏi về tiền chưa? Chúng ta có một phút chúng ta thảo luận đi ạ. Ok, mọi người bắt đầu đi ạ. Chúng ta đã học cái cách vận hành về tiền chưa?